Hi, mến chào cô chú anh chị và bạn đến kênh Minh Trân miền Tây Học Hỏi Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ clip là mình gắn cái cửa ship ngăn cô chú anh chị. Thì cái cửa ship này cũng có nhiều bạn hỏi mình, cũng trả lời trên Facebook á. Thì hôm nay mình sẽ chỉ lại cho nó chi tiết nha. Thì những cái cửa này mình đã hàn rồi nè, thì mình không có làm chi cho mất thời gian. Thì cái không gian rộng của mình từ cái bảng này qua tới bên đây thì nó là bao nhiêu, thì mình sẽ chia đều ra là cho khéo 6 cánh. Thì mình đây là khoảng là 5 mét thì mình chia đều qua là 6 cánh đó. Thì 6 cánh này thì là có hai, trong đó có hai cánh nhỏ. Thì mình trước mắt thì mình phải chia đều ra trước đi nha, mình chia đều qua 6 cánh trước rồi sau đó mình sẽ bỏ bớt lại. Thì bỏ bớt mình kèm theo một cái, khi mình dựng lên mình ráp cái khung bao mình, cái cửa mình vô á, thì nó có bản lề mình bắt vô đây nè. Ví dụ mình thề đây là vuông 3 thì mình sẽ trừ lại là 3 phân, là 3 phân của cái đố cửa này nha. Cái đố cửa này là cái đố này để chịu cái bản lề vô. Thì mỗi một cánh như vậy là cô chú anh chị bạn là phải trừ hao lại 5 ly nha, 5 ly cho một cái bản lề. À, đây là một cái bản lề nè, mình sử dụng là một cái bản lề inox, là nó là một tấc nha. Thì khi mình ship lại á, thì nó sẽ còn là bao nhiêu đây, khoảng chừng là 4 ly. Thì mình trừ hao mỗi cánh cửa là thêm 5 ly nha. Khi mình chia đều ra thì mình trừ hao lại cánh cửa, mỗi cánh cửa là 5 ly đó. Thì cái máng này á, thì mình hàn trước vô cái cây thanh 36 rồi nè, nên là xài thanh 36 này, cái máng dậy này. Thì có trên thị trường thì nhiều cái loại bán bánh hoàn lại xây ở cái cốt xây của cái mặt đạn nè, mặt đạn nằm trên nó sẽ xây được nha. Nó tiếng này thì nó xài nó bền hơn cái loại mà mình ốp vô đó. Thì nó có hai cái loại, vô đây lấy loại này cho. Đây là một cái loại, nó có một cái loại nó giống như vậy ở trên nó xây, nhưng mà cái miếng này mình bắt vô thì nó hơi nó dễ làm, dễ bắt hơn, nhưng mà nó cứng thì nó không bằng cái loại thằng này. À, trong này cốt đã xây được luôn, thì nó vừa với cái vuông 3 của mình luôn. À, cửa ship thì vuông 3, cửa lớn hơn vẫn xài được bình thường không sao hết. À, thì nữa mình sẽ lắp vô xong thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem ha. Thì những chi tiết thì mình đã chia sẻ cho mình cách chia. À, thì mình chia đều ra thì giật lại mỗi bên 3 phân, và đối vuông 3, vuông 4 thì giật lại 4 phân nha. Thì mình đã lắp xong cái cửa kéo trên ngăn cửa ship ngăn của chú anh chị bằng. Thì cũng chia sẻ cho cô chú anh chị bạn là những mấy anh em là muốn làm thì xem theo của mình thì làm nó rất là dễ chứ không khó, nhưng mà phải có ý chút xíu nha. Rồi gỡ cái chốt lên kéo thử làm sao. Thì mở ra thì chỉ nắm cánh đó kéo ra thôi, thì nó trên nó chạy ra nè. Rồi thì mình sẽ gài cái chốt lại bên đây nữa. Rồi, chá nắng. Kéo thì rất là nhẹ luôn. Rồi cũng xong rồi, gài lại cái luôn anh sáu coi cho nó thẳng cái rồi. Trong đó những cái chốt mình gắn ở trên toàn bộ chút inox nha. Đó thì mình sẽ gài lên đó, hàng vô trong cái máng luôn. Hai cánh này mình ba, cái cửa 6 cánh thì hai cánh này là để không có cố định nha, chỉ cố định một cánh này lại thôi. Nó gài chỉ gài chốt cánh đó lại. Khi mình mở một cánh, mình muốn mở một cánh thì mình phát gài chốt lại thì một cánh nè. Ngay chốt rồi xong nó thì gài chốt nó rất là nhẹ luôn. Thì anh em mà muốn làm mua được cái bản lề này thì mua loại bản lề inox một tấc 304 nó bán dày nha, nó mình dày được 1 ly rưỡi. Có những cái bản lề mà kia thì nó mỏng lắm, một tấc mà cũng inox nó mỏng, mình chịu không có chịu cái cửa này nổi nha. Thì anh em mới mua cái những bản lề inox mà để dày, mình xài cho nó im, nó lâu ngày nó không bị sệ.
rất là nhẹ nhàng luôn. Khi mình mở ra cũng vậy luôn. Mở ra thì mình chỉ cần là nắm ngay chuyện giữa này ra này, là tự động cái cửa nó chạy vô này. Dạ. À, không. À, tự động cái cửa chạy vô luôn. Rồi thì mình xếp này lại. Đâu mở. Nè. Ok thấy không? Nè. Chưa. Nói xếp lại nè. Thì nắm giữa này rồi kéo vô thôi. Rồi cố định lên luôn. Ở đây cái chốt mình hoàn lỗ xuống dưới. Dài cái chốt này lại. Rồi ví dụ mình mở một cánh cửa này ra. Đó, thì mình để ở đây. Rồi lên trên cái lỗ này. Lỗ cái máng thì nó không vô ra được luôn. Rồi thì mình cũng chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn là clip cũng ngắn ngắn thôi nha, thì mong cô chú anh chị các bạn làm được một cửa để mà mình kéo cho nó nhẹ nha. Thì những cái bạn thì hỏi mình thì hôm nay mình cũng giải thích cho cô chú anh chị và các bạn xem và sẽ làm theo từng chi tiết. Thì nhớ là những cái cánh này, cái nắp cánh này lúc nào nó cũng phải là cánh đầu tiên là phải nhỏ hơn nha. Đó, nhỏ hơn một cây đố nè. Đây. Đó. Nhỏ hơn cây đố thì cái đố này nó sẽ giật vô trong. Thì đây là một cái cây đố để chịu bắn lề. Đó. Còn những anh em nào mà không muốn cây đố này vô tới trong này thì mình sẽ chia hai cánh này ra thêm nữa nha. Chia hai cánh ra thêm thì cánh này cũng phải ra thêm chút. Ví dụ 3 phân thì mình chia cho 3 cánh thì thêm một phân, một cánh phân nữa thì nó chạy xe chạy vô đây. Thì mình muốn làm cái này cho nó dễ nên mình bỏ một cái đố này, cắt một cái đố này gắn vô đây thì nó rất là ok. Còn những mà cái cửa mình làm phân nữa, mình mở mà phân nữa thì cái cánh trong này nó cũng phải phân nữa luôn. Chia làm hai cánh thì cái gầy này nó sẽ nằm ở đây. Thì nữa mình gắn á thì nửa trong nửa ngoài, gắn nửa trong nửa ngoài thì nó hơi chiếm diện tích ra ngoài, nó không có gọn vô trong như vậy. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc, hẹn cô chú anh chị lại những video tiếp theo. Ok, bye bye.